Truyền hình VDTV tại Cộng hòa Liên bang Đức xin trân trọng giới thiệu với quý vị ca sĩ Thu Huyền với ca khúc Nổi lửa lên em. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp lễ kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam được tổ chức tại Cộng hòa Liên bang Đức, ca sĩ Thu Huyền, một giọng ca vàng của cộng đồng, cùng nhóm múa đã thể hiện ca khúc Nổi lửa lên em, một sáng tác của Huy Du. Hoạt cảnh đã khơi dậy trong lòng mỗi người hình ảnh sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước với biết bao vất vả khó khăn, nhưng trong lòng phơi phới dậy tương lai. Truyền hình VDTV trân trọng kính mời các quý vị cùng thưởng thức.
VDTV xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nhà báo Huy Thắng xin hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.